alo chào cả nhà thì như mọi lần mình đăng clip mình nói là sẽ có lúc mình kể lại cái câu chuyện của tướng cấp bản nhân tranh theo cái cuộc đời của mình 47 năm để mình sống từ lúc mình nhỏ mình đã đọc các chuyện thinh, trinh thám và các chuyện lịch sử từ cuộc đời Việt Nam cho đến sang Trung Quốc nhưng mà để mà nói mà cái chuyện mà bên Việt Nam mình á, thời sử mà Đinh Lê Lý Trần Lê mình không nói nhưng mà nói về những cái đời mà mình hiểu biết mình đọc mình hiểu biết là trước đời chế độ cũ đó đến bây giờ để mình khẳng định nếu mà tướng cướp khét nhất đến bây giờ mình khẳng định là chưa ai qua được tướng cướp Bạch Văn Xanh thì mình đã hứa với các bạn có lúc mình sẽ kể lại cái câu chuyện của cái người này là mình không được chứng kiến mình sống cái thời đó nhưng mà mình đã ở với những người trung bộ đó mà các anh kể lại cho mình nghe thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn thể để mà nói cho các bạn nghe là cái thời điểm đó là mình bị bắt vào đó năm cuối năm 92 là trung bộ với thằng Tế Điên không biết lúc đấy thật sự các bạn mình cũng chẳng biết thằng Tế Điên nó ở cái dãy nào buồng nào luôn chứ mình vào là mình ở với anh Tân Bình là mình ở mâm trên luôn năm chín à, năm chín đó mình vào mình ở với anh tân bình án trung thân giết chết anh linh khang với anh cường đặng thì kế bên buồng mình là có anh trung chi và anh thư đồng văn là lúc đấy là công an huyện đồng văn là trung vụ với tướng cướp bạch văn tranh thì mình nói cho các bạn nghe cái thời điểm đó cỡ như bọn anh tân bình là có cả báo chí ở trong buồng để đọc có những cái báo an ninh thế giới mà ra các anh làm việc và xin cán bộ quản giáo và các anh án dài mình nói ở đây là sao mà đọc mà có để mà đọc vì tôi nói thật với các bạn là các anh án dài cứ các anh tân bình anh rất lành anh không có quậy phá gì hết nhưng mà các anh án dài thì cán bộ quản giáo thì sẽ phải để ý đến các anh chứ các anh không lên buồng chung thì các anh không lên rồi ở dưới buồng dưới thì các anh quậy thì sẽ mệt các anh ăn chung thân mà những án tử hình mà cho nên báo chí vô trong buồn thì rất nhiều và trong khi đấy thì mình kể cho các bạn nghe cái thời điểm đó là lúc đó là mình vô là anh Bạch Văn Tranh là anh bị di lý lên Lạng Sơn đánh xử cái vụ án vì anh gây án là Lạng Sơn nặng hơn cái vụ án của anh nặng hơn chứ nó không có tách ra nó xử nữa thì lúc đấy là các cái vụ án là anh cướp ở Phủ Lý Đồng Văn, Mới Hà Nội các thứ ở quanh quanh khu vực Phủ Lý Hà Nam là sẽ chuyển hồ sơ lên để cho nhờ công an của tỉnh Lạng Sơn sẽ xét xử chung luôn các bạn hiểu không có nghĩa là sẽ gộp vụ và xử không phải gộp vụ xử nhưng mà nhờ cái tòa án trên nó xử sẽ xử xét xử vụ án nó luôn chứ không phải đưa về đây xử nữa đấy vì anh ở gây án thế này tôi nói các bạn nghe nói để mà nói anh bạch anh bạch văn tranh thì anh mình thì mình không có được gặp vô thì anh chuyển đi rồi chị anh Tân Bình và sau này mình lên Ninh Khánh mình gặp anh Thư Đồng Văn đấy các bạn anh Thư Đồng Văn trước là công an của cái huyện Đồng Văn á huyện hay là xã gì đấy. nhưng mà nó là chung vụ với anh xử 18 năm anh lên ba sao à lên Ninh Khánh anh ở chung với anh Ngân Chi với anh Định nữa anh Định thì có 3 năm rồi cái ngày anh định mà anh về đấy là chung liên hoan chung với tôi rồi anh sơn nhạn trong vụ với tôi trốn chạy chạy ninh khánh có những clip mình đã kể đấy thì mình nói các bạn nghe khi mình vào đấy thì là anh Tân Bình anh đón mình mình ở đó thì anh kể chuyện là anh Bạch Văn Tranh này là tướng cướp như thế đấy thì tối thì buồn ngồi uống nước nói chuyện với nhau thì các anh lớn mà các anh ngồi các anh sẽ kể chuyện Rồi tôi anh Tân Bình anh Phương Nguyên anh Dương Tý là bốn anh em ăn chung mâm trên cái cái buồng sáu buồn sáu bảy người đấy bốn anh em ăn chung anh Tân Bình anh quý tôi tôi lúc ấy mới 16 tuổi mà vào ở anh hình như được có một tháng hơn tháng là anh đi chạy mất rồi tháng hoặc hai tháng gì đó sau này khóa thứ ba tôi lên tôi gặp anh ở trên trại ba sao anh làm bên uh, dạy bên đội văn nghệ thì mình nói các bạn nghe này là anh ngày xưa mình đã đọc những cái chuyện tướng cướp những con tập mình đã nói với các bạn rồi ngày nhỏ mình đã đọc những cái chuyện lịch sử bên tâm thời tâm minh trung quốc tam quốc thủy hử hay là hán sở tranh hùng các thứ đó là mình đã đọc rồi nhưng mà cái chuyện việt nam mình đọc là mình đọc về những cái chuyện về cướp về là thái xe lem này bạch hải với đường này đứng cướp điền khắc kim này với sang hoàng đế này tôi nói các bạn nghe thấy nhiều nói là đấy bây giờ các bạn không có hiểu đại ca sang hoàng đế cái thời ngày xưa thời chế độ cũ gấu cực kỳ ở ngoài xã hội vào buồng bọn nó có biết là ai nó hủy nó đòi đập cởi quần áo ra nó nhìn thấy cái vương miệng bọn nó còn cười nhá nó hỏi thằng này nó xăm cái gì kỳ cục quá thì bắt đầu mấy đại ca ở trên mới hỏi nó xăm cái gì bảo xăm cái vương miệng mấy thằng lái xe ở dưới này rồi đánh thấy cười nói lên với đại ca lấy mấy mấy đại ca ở trên kia là phải chạy xuống quỳ mọp nó lôi anh sang hoàng đế lên đấy là những cái câu chuyện mình đọc Nhưng những câu chuyện đó là người tướng cướp cái thời đấy là có thật kể cả anh điền khắc kim có thật sau này ở tống lê chân mà cùng với anh sau này anh dương thanh tân anh trung vụ với anh minh bèo đấy với à không phải trung vũ minh Beo mà trung vụ với anh cái vụ anh gì mà băng cướp dòng xanh anh lên đội tôi anh sáu mấy tuổi anh đăng ghế tôi đã từng nói là dưới quyền của kiểm soát của tôi nhưng mà tôi rất thích anh tôi hay nói chuyện mà anh anh cướp từ thời chế độ cũ trước anh là lính Việt Nam Cộng Hòa anh có từng ở tống lên chân với anh Điền Khắc Kim mà thì mình hôm nay mình muốn tường thuật lại mình muốn ở đây mình không phải mình nói khuyên huyên nhưng mà mình nói là tất cả các tướng cướp đã được lên sử sách lên câu chuyện như thế nhưng mà mình không ghi nhận ai bằng một tướng cướp bạch văn tranh các bạn hiểu không tôi nói các bạn nghe là cái thời điểm mà khi mà anh cướp ở cái khu vực mà đồng văn phủ lý hà nội cái thời điểm đấy là năm 90 91 nói thật với các bạn là anh chỉ có cướp xe honda thôi honda cái thời điểm đấy thì ngoài bắc mà những cái thời điểm đấy là nếu mà giàu lắm là nhà nào giàu chắc một tỉnh cả tỉnh có một hai cái xe là cái tám hoặc là là cái cúc tôm đó mà còn không là minh khờ minh khủ khờ của Nga ngố với thằng sim sơn của thằng Đức không là ETZ của Đức hết vẹo hoặc bằng Java 350 phân khối của tiệp khắc đó còn ngày xưa các anh đi cướp như vậy thì có anh thư đường văn anh kể chuyện lúc này anh kể chuyện anh hay kể chuyện sang bên buồng này với anh tân bình là các anh kể chuyện là khi mà cướp được xe những cái nơi khác cái thời điểm nên tôi nói các bạn nghe cướp được cũng khó bán lắm dân nó đang còn khổ mà cuộc sống nó còn khổ đi cái xe đạp năm hà xe bán bánh mì xe mà không có không khanh không, không phanh không chuông không gác là bu cái xe trần chuồng không có cái chắn bùn các bạn biết đi dép lào mà dí chân lên để nó đạp á nó thắng lại ấy. vẫn còn lấy ăn cắp được mà với những cái xe thù xin lỗi các bạn hôm nay này nói là xe thù cứt xe để bọn người ta đi ăn cắp cứt ngày xưa ngoài bắc ở trong nam này thì, cuộc sống người ta nó lịch sự hơn nói thẳng luôn ngoài bắc ngày đó những cái hố xí công cộng có những khu tập thể đấy thì người ta vẫn vào lấy phân đấy những cái xe mà không có gác đầu phanh không có gác đầu bu để che chắn bùn đi dép lào chặn lên cái cái lốp để mà thắng đấy là có vẫn còn ăn cắp cái thời đó thì các anh đã cướp rồi mà các anh đã cướp xe máy mà khi mà cướp mà chạy về mà gặp chạm giao thông á tôi nói các bạn nghe là anh sư đồng văn mấy mấy người anh số đó mặc quân phục hết đi cướp là các anh mặc quân phục xuống là đeo vòng hoa tang cầm vòng hoa đi coi như đi đám ma vậy các bạn là mới thoát được qua chạm là thoát nhưng mà thực sự xe các anh là cướp không khi mà cướp một thời gian ở này dưới này á và anh bạch văn tranh là anh ngày xưa là tôi nghe nói là anh năm tám mấy là anh ở cái thời bọn anh sơn điền tuấn xin là anh cũng là đội trưởng ở trên trại ninh khánh rồi án anh mấy năm ở trên trại ninh khánh cái thời tám mươi tám mốt hay tám mấy đấy là anh đã, 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 là đội trưởng như nói thì về sau này anh gây án cái năm đấy thời điểm đó đấy là tám chín chín mươi thôi chín mươi thôi là các anh đi cướp ở quanh mà những cái vụ án này các bạn lên lên trên báo mạng đấy các bạn xem đấy em út của anh mà thái độ là ak anh xử liền cho nên là anh anh không có nói mặt anh lạnh như thế mà sau này những cái báo mạng các bạn nói xem đấy có những cái người mà anh lên lên trên lạng sơn khi cái thời điểm mà bắt đầu dưới này quay chặt quá anh không cướp được nữa với anh cảm thấy khó làm ăn thì cái lúc đấy cái cửa khẩu lạng sơn nó mở là năm tám mươi chín chín mươi vậy các bạn là biên giới nó mở cửa là hai bên Trung Quốc và Việt Nam nó mở cửa khẩu ấy thì bắt đầu là lên trên đó người dân người dân đổ xô lên đó buôn bán hàng vải vóc với các thứ tất cả đồ nhựa với quần áo các thứ bên hàng Trung Quốc đưa về Việt Nam nhiều và khi dưới này là các anh bị bắt đầu siết chặt rồi các anh mới bung ở đây các anh không làm đấy nữa các anh kéo quân lên trên Lạng Sơn luôn lên lạng sơn thì các bạn biết đấy lên cái cửa khẩu lạng sơn các anh cướp súng ak súng bọn anh chơi hàng nóng không cướp là các anh chặn xe khách kể cả xe khách hay xe tải thái độ là bắn liền luôn ak nhà đạn liền kể cả đàn em thái độ bố láo là bắn đàn em liền cho nên người ta rất sợ và khi lên đấy làm ăn trên đó là các anh cướp đâu có phải lên mà phải quen biết với cái người ở trên đó đâu bọn anh là một mình một vùng nhưng anh lên trên đó là anh trên đó cướp với một số anh em ở trên lạng sơn riêng còn một số ở dưới này là riêng dưới mà ở trên uh, dưới phủ lý hà nam là kim bảng hà nam với đồng văn là riêng còn anh đi lên trên kia chỉ có một số anh em thân cận với anh là đi lên trên cái lạng sơn là riêng cùng với anh em lạng sơn cướp trên nó cướp thì trên đó anh em nó sẽ thông thuộc địa bàn hơn anh cướp bao nhiêu cái vụ án anh quen với một người đấy thì sau này tôi về tôi đọc mạng cái mới đây tôi đọc mạng là nghe nói là cái người đó là người anh quen đấy là có một người con đẻ một người con trai anh tên là cái gì là bạch như phong đó các bạn thì cái thời điểm mới là sinh năm 92 mà về bạch như phong là sinh năm 92 thì mình nói các bạn nghe là có những tập mà có những đợt anh cướp xong anh trốn anh từ ngoài kia anh bị bắt đầu anh cướp được nhiều ngoài đó rồi gì ngoài ra căng thẳng rồi anh lại về dưới này anh về dưới này anh lại cướp ở dưới này dưới này một thời gian anh lại căng thẳng anh lại bung lên lạng sơn đấy có nghĩa là anh đi hai nơi như vậy cứ chỗ nào mà căng thẳng thì anh lại trốn về khu vực như thế này anh là một người quen người con bồ bạn gái của anh là ở trên lạng sơn đi về đồng văn mà tôi nói các bạn nghe là công an quy mà súng mà anh mà và, và, và cái người người bạn gái của anh người vợ của anh ai hai của anh là bắn nhau với công an mày dọc cái cánh đồng mà anh vẫn chạy thoát không không bắt được anh lắm thì sau này có cuối năm một cái vụ cái năm 92 là gần nữa. không biết anh bắt 91 hay 92 nhưng mà tôi vào tháng 12 năm 92 tôi vào nhà băng ca là anh mới di lý được mấy tháng à anh di lý lạng sơn anh xử thì là tôi nói các bạn nghe là mình vào thì mình chỉ báo chí và các anh lớn kể lại mà anh thư đồng văn anh kể lại thôi là khi anh về nha anh về cái địa phương của anh ở dưới này là nhà anh có đào hầm nhà anh ở dưới nhà là đào hầm để mà anh trú ngụ cái anh về thì bị phát hiện rồi lúc đấy là công an tỉnh hà nam nam hà lúc đấy gọi là công an tỉnh nam hà hà nam nam hà chứ không phải hà nam lúc đấy tách thằng ninh bình nha rồi mới tách tỉnh ninh bình nha thì công an tỉnh nam hà tôi xử tỉnh nam hà mà cho nên công an tỉnh nam hà bắt đầu quay anh nhà anh lúc đấy là lúc đấy là như là cán bộ giao người ta gọi là công an tỉnh nam định gọi là cán bộ giao bột phó giám đốc công an tỉnh nam định là đội trưởng định đội cảnh sát hình sự của công an tỉnh nam định cùng với bên công an tỉnh lúc đấy tỉnh nam hà là quay lên nhà để bắt anh tôi nói các bạn nghe là với cái anh bạch văn tranh này là bắt mấy lần trượt rồi mà các anh, to, anh toàn xả súng là anh bắn lại mà anh đâu có để bị bắt đâu thì có nghĩa là anh xác định là không bao giờ anh để bị bắt thả anh bị bắn chết luôn nhưng mà không bao giờ anh để bị bắt riêng anh bạch văn tranh này cho nên anh chống bao nhiêu vụ rồi bắt quê anh bắt không có được bắt lần này tôi nói các bạn nghe anh vào trong nhà rồi thì quê nhà anh ấy quê nhà anh gọi loa tùm lum anh bắn loa mà các bạn trong nhà anh bắn lủng loa luôn là đấy là tôi nghe anh sư đồng văn và mấy anh định lên linh khánh là nghe các anh kể đấy còn anh anh sư đồng văn anh kể cái thời ở bắt đi là cạnh bùa anh tân bình là anh kể sang mỗi lần cướp xe đó về là các anh ấy mặc cái đồ quần áo công phục công an nhưng mà cầm vòng hoa xuống mà gặp chậm chốt là bảo đi đám ma cho nên là lúc nào cũng thoát hết không bị ảnh hưởng gì hết thì sau này anh thư đồng văn bị bắt luôn xử luôn rớt khỏi ngành luôn xử 18 năm còn đợt này là quê bắt quê bắt bắn anh là gọi loa rồi anh bắn lủng loa luôn nó các bạn nghe gọi nhiều như vậy thì bắt đầu lúc đấy là hỗ trợ B40 mang cả B40 B41 đến để mà có thể là lệnh tiêu diệt luôn vậy với cái tầm cỡ của anh là phải lại lệnh tiêu diệt rồi vì anh sử dụng hỏa lực mạnh mà anh cái cái lúc đấy là từ đây lên lạng sơn là là biết những cái vụ án của anh gây ra là súng ống của anh là không có thiếu toàn nó không phải là côn súng ngắn nữa. nếu mà xích là toàn ak bắn dài cơ bán cơ nòng luôn ngắn chút chút xíu khoảng bốn năm năm chục phân rồi à. mà các anh còn có đạn thì nhiều thì cho nên là các anh cứ tầm cỡ của các anh là có lệnh tiêu diệt nếu như mà có chống trả là có thể hủy liền mà nếu mà muốn hủy thì bây giờ anh làm như vậy là đã nói thẳng với các bạn là có ti vô là trong nhà anh có hầm chú ẩn cái bắn chẳng biết anh ở chú ẩn có hầm ở chỗ nào mà bắn buộc phải mang những cái hỏa lực mạnh như B40 B41 đến cái loại mà tiêu diệt xe tăng để mà hủy nhà anh tôi nói các bạn nghe thì khi mà nói chuyện mà anh loa bị bắn nhưng mà vẫn cứ kêu gọi được cái là bên công an của Việt Nam mình vẫn cứ kêu gọi để đầu hàng thuyết phục đầu hàng chứ không có muốn xảy ra những cái thương vong lớn tới kể cả, cả người dân vì trong lúc đấy trong nhà anh là còn có vợ anh này con anh này và mẹ già của anh vợ mẹ anh lúc đấy hình như 80 tuổi tôi không nhầm là như vậy đấy thì vẫn cứ kêu gọi vì mẹ con anh với vợ anh vợ con anh với mẹ anh đâu có tội trạng gì mà nhưng mà mẹ anh với vợ anh mà con anh không ra anh không ra cứ ở trong nhà thì bên này cũng đâu có thể hủy được thì phải kêu gọi thì tôi nói các bạn nghe anh kêu gọi thì sau này anh chấp nhận anh đàm phán anh nói chuyện là anh phải bắt cán bộ giao người ta gọi là công an tỉnh nam định lúc đấy là cán bộ giao bột phó công an phó giám đốc công an tỉnh nam định là đội trưởng đội sự của công an tỉnh đấy là phải cởi quần áo ra hết cởi sắc phục công an ra mặc quần đùi và nói chuyện với anh đấy là cái câu chuyện của tướng cấp bạch văn tranh từ bé là các bạn nghe nói nhiều về mọi người sẽ đã có cái vụ án nào như thế vậy chưa bắt người giám đốc công an của tỉnh phải cởi quần áo mặc quần đùi vào để nói chuyện đàm phán không cho một ai vào không cho mặc quần áo quân tư trang mà mặc quần đùi vào nói chuyện với anh thì tôi nói các bạn nghe là khi mà anh đã nói như vậy đó thì tất cả đều là đâu có để cho thủ trưởng của mình vì lúc đấy là cái sự trận để mà chỉ huy trận đánh đó là cán bộ giao mà chỉ thua mỗi của giám đốc công an tỉnh Nam Định thôi lúc đấy mà chỉ huy trận đánh trực, trực tiếp Thế là là cán bộ giao thì mình thì mình không đủ thẩm quyền để mình biết vào cái đoạn sâu cái đoạn này là cán bộ giao có về xin lãnh đạo hay không có điện về xin hay không nhưng mà cán bộ giao chấp nhận mặc quần đùi vào để là mà thương thuyết với anh bạch văn tranh đó tôi nói các bạn nghe là cán bộ giao này là tất cả bao nhiêu chiến sĩ là lính của mình nên là rất lo cho cái cái tính mạng mấy sự ấy của cái sự sống của vì anh bạch văn tranh là là anh không có nói nhiều em út mà thái độ mà láo cái là anh hủy liền luôn, đừng có nói mà bây giờ là hai bên đối địch mà vào mà anh đã bắt mà còn đùi cởi trần vào như vậy thì tất cả những cái người lính hoặc những người đồng đội chiến sĩ thì cấp dưới thì chẳng lo cho chỉ huy của mình thì không muốn nhưng mà cán bộ giao vẫn vô tôi nói các bạn mới nghe cán bộ giao mặc quần đùi cởi trần đi vô nói chuyện thì khi vô nói chuyện là khi cán bộ giao vô nhá là cán bộ giao là cho vợ con của anh và mẹ của anh phải đi ra ngoài có nghĩa là thương thuyết cái kiểu đó để mà đi ra ngoài rồi mà nói chuyện thì khi nếu mà cán bộ giao là nếu mà như vậy là cán bộ giao vô thì mẹ vợ con của anh và mẹ của anh phải đi ra ngoài thì anh cán bộ giao sẽ ở trong này nói chuyện nếu mà có chuyện gì mà trục chặt mà có gì không có thì ở bên ngoài là sẽ hủy diệt luôn các bạn hiểu ý tôi nói cái câu chuyện nó là như vậy đấy nhưng mà khi mà vào chỉ nói chuyện cán bộ giao nói chuyện bằng cái tình cảm hay một cái gì đấy nhưng mà cũng không dùng tay chân với anh được vì trong nhà vào là bị khống chế hoàn toàn với anh với gia đình nhà anh nhưng mà vụ đấy là anh bạch văn tranh anh đầu hàng thì cứu được cả cái sự sống của vợ và con anh và mẹ anh anh hy sinh bản thân anh anh chấp nhận vì anh gây ra tội với đảng mà nhà nước với pháp luật với nhân dân thì anh chịu thôi anh chấp nhận chứ anh không có để ảnh hưởng bất cứ đến vợ con hay là mẹ anh tôi nói các bạn nghe vào trong nhà thu hầm lạ anh súng thì quá trời luôn đạn là một cái đạn mà cái những loại hộp đạn của thời chế độ cũ còn hộp vuông hộp sắt vuông vuông sách sách đấy nhiều vô kể là anh bị bắt luôn chấp nhận là đưa tay vào còng luôn mà cán bộ giao đấy là đưa đi mặc còn đùi cởi trần vào thương thuyết là nổi tiếng ở cái vụ đó đó tôi nói các bạn nghe là thì từ trước đến giờ mình năm nay gần 50 tuổi rồi để mà nói để mà các vụ án mà gây chấn động mà giết người sau này có những cái vụ mà nó giết người cũng nhiều giết người cũng kinh khủng thì sau này thì có thể là những cái, cái chất ma túy đá thế nọ thế kia thì mình không có dành mình không có hiểu nhưng mà cái thời ngày điểm đó là người ta không có loại ma túy đó mà tính cách người ta đã xác định như vậy cướp và giết và sẵn sàng là chỉ có chắc định bắt là, này là tử hình thôi người ta chấp nhận như vậy đấy thì mình cảm giác mình đọc từ ngày bé đến giờ mình mình thì chưa đi nhiều mình còn thua nhiều người lắm mình mình tuổi non mà mình so với các anh lớn mình chỉ so với các tầm bằng trang lứa bằng trang lứa thì cũng có nhiều người bạn nó cũng có thể hơn mình còn cái tầm bằng mình đổ xuống thì chắc cũng không có thể ai nhiều hơn mình được đâu không có thể tiếp xúc bằng nhiều mình bằng nhiều mình được đâu là mình là được ở với các anh em xã hội nhiều là mình ở với các anh lớn không à cho nên mình sẽ biết nhiều mình va chạm nhiều mình chỉ thua cái thông tin xã hội là một cái thứ hai công nghệ thông tin và những cái ở ngoài xã hội và cái cách kiếm tiền thôi chứ còn để mà những cái chuyện mà tầm tuổi của mình và cái thời điểm đó thì mình cũng không thua ai đâu các bạn đôi khi các anh lớn cũng không bằng mình đâu nhiều anh lớn không bằng mình đâu tôi nói thẳng với các bạn luôn nhiều anh lớn luôn thì hôm nay lên đây mình đã chia sẻ với câu chuyện của anh tướng cấp bạch văn tranh thì xin lỗi anh là anh mất rồi anh di lý lên lạng sơn là anh ngày thời điểm đó này các bạn biết là lạng sơn nó loạn lắm cướp đằng này mà hô đằng này cướp bằng công an bộ nội vụ lên đằng này đằng kia lại hô cướp toàn ra ba ra ba trăm năm mươi phân khối đi cướp cướp tiền mới đổi tiền người ta cái xếp xếp trên trên cửa khẩu đấy tôi nói thẳng các bạn là lúc đấy tôi cũng đam mê lắm năm 90 91 tôi rủ Thùy nhà thổ với thằng thằng Tây Liên với thằng Nam Vượng ba anh em tôi đi để lên trên Lạng Sơn đấy đi bộ lên Lạng Sơn ấy. mỗi thằng hình như về nhà ăn cắp cái xe đạp bán để lấy tiền đi lên bến xe giáp bát tôi say xe quá tôi đòi về thế và ăn ăn uống xong rồi mua mỗi thằng bộ quần áo đẹp với cái mũ cái mũ mũ lưỡi chai là màu xanh lã mạ sau này lên ninh khánh thấy anh lấm anh hay đổi là thời đang mốt cái xe à, cái nó là là mỗi thằng cái nó là bọn tôi về tôi say xe, xe tôi không có đi được đấy thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái câu chuyện của anh tướng cấp bạch văn tranh nếu như kể cả gia đình này, anh bạch văn tranh hay như là con em của anh bạch văn tranh này có còn hoặc có xem được cái câu chuyện này thì cũng thông cảm đây là mình chia sẻ lại thì dù biết đó, anh tranh anh mất rồi nhưng mà mình muốn chia sẻ lại để cho các bạn trẻ biết là cái thời đó mà lúc đấy là cuộc sống đang khó khăn mà cả anh như vậy súng ống đạn dược và em út đàn em của anh mạnh như vậy tiền các anh không có nhưng mà các anh cướp thì tiền các anh nhiều chứ có anh không lại các anh lại cướp lại không có quan hệ với cán bộ chính quyền nói thẳng với các bạn như vậy chứ anh các anh lại cướp xong là các anh sử dụng chứ các anh không có phải cúng biếu không phải là móc xích để quan hệ các anh không có thì các anh xác định bắt là lên đường thôi là đã như vậy rồi còn cũng còn không sống sót được thời điểm đó các anh mạnh như kiểu một tiểu đội một quân đội như vậy rồi các bạn biết rồi Thế thôi sau này những cái câu chuyện mình chia sẻ lên trên YouTube hay là TikTok ấy thì mình cũng làm vui là một cái hai mình chia sẻ lại câu chuyện những gì mình biết hoặc cuộc đời của mình là một cái thứ hai nữa là mình muốn khuyên dân các bạn trẻ hoặc những cái người nào đang muốn hăm he muốn làm đại bàng đại bác hay muốn thể hiện mình làm giang hồ giang háng đấy thì mình nên mình suy nghĩ lại một tí tới gia đình mệt lắm vào mà không đủ tuổi gia đình không năm nuôi đánh chết không có cái tuổi gì hết nếu mà là cái nhỏ thì không có cái vẹo gì hết không có anh có em xin lỗi tù bây giờ là tù kinh tế nhà không có thăm nuôi thì xin lỗi vào đi chỉ có biết là cúi đầu mà cải tạo thôi cắm đầu mà giặt xác định thể hiện thì phải tăng án thôi nếu mà thể hiện để mà cải tạo sướng hơn người ta phải chấp nhận tăng án và tăng án và tăng án nhiều lần đi có thể là ở đây đã được rồi nhưng mà khạnh khạng quá người ta cũng vẫn phải chuyển trường chuyển trại có nghĩa là phải đánh đổi rất nhiều đôi khi là có thể không về được chỉ có chết trong trại thôi đấy là muốn làm đại ca đại cốc đấy là những cái lời khuyên chân tình nhất của mạnh cốc gửi đến cho anh em bạn bè cùng những các bạn trẻ xem kênh của mạnh cốc thì vì mạnh cốc là nói chuyện rất thật chứ không có hài tiếu lâm không có nổ không có pháo thì những cái lời khuyên chân thật có thể là thuốc đắng dã tật mà sự thật nó sẽ mất lòng vì nhiều anh em có thể vẫn còn thể hiện thì đôi khi là các bạn chưa bị đánh chưa bị bắt lần nào á đang còn quyền công dân thì các bạn còn nói chuyện mạnh lắm gây án rồi mà đã có một tiền án để sự rồi không lo được nữa. tiền án đang chưa gây án mà chưa có tiền án thì sự rồi, rất dễ lo kiểu gì cũng có thể là xử phạt hành chính nữa mà xử tiền án tiền sự rồi có tiền án tiền sự rồi đừng nói chuyện lo lót nữa nhá lúc đấy thì các bạn hiểu không còn quyền công dân nữa thì các bạn sẽ hiểu một người vũ trang rất trẻ nó đánh các bạn hơn nó bao nhiêu tuổi nó vẫn có thể bày tao hết đấy là mình nói thật nhưng mà nếu mà để mà có những cái người tù nhiều rồi thì người ta có thể dùng cái vận động cái cách để người ta chống được lại cán bộ chứ còn các bạn là không có đủ tuổi đâu đấy là mình khuyên chân tình cho nếu những cái lời ai xem kênh của mạnh cóc nghe thì thông cảm cho mạnh khóc nói những câu chuyện câu nó sẽ khó nghe nhưng mà nó thực tế đấy là mình khuyên thực tế còn các bạn hiểu mình đến đâu mà hiểu yêu mến mình thì chia sẻ kênh cho mình để cho anh em biết và đến quán của mình giao lưu còn bây giờ mình thực sự các bạn mình là thằng đầu bếp chủ quán nhậu vừa làm đầu bếp hai vợ chồng vừa bán quán nhậu vừa nấu ăn vừa bưng bê vừa rửa bát rửa chén luôn phục vụ khách chứ mình không có là giang hồ giang háng gì nữa 50 tuổi rồi nên các bạn có xem clip hay cứ rủ sáp hay không thì mình già rồi nha các bạn sáp hay không thì cứ đi tìm hiểu về mình đi nhá thôi chào các bạn